Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Cựu cố vấn lầu Năm gấp Douglas MacGregor mới đây cho biết quân đội Nga có thể giải phóng Kharkov trong vòng vài ngày tới. Ông Douglas MacGregor nhận định nếu Nga muốn mở một cuộc tấn công và giải phóng ngay lập tức Kharkov, việc này có thể được thực hiện trong vòng vài ngày, sau đó họ có thể tiến thẳng đến Kiev. Ông cho rằng chỉ có thể suy đoán nguyên nhân vì sao phía Nga lại không làm điều này mặc dù họ có thể thực hiện được. Theo ông, quân đội Ukraine hiện đang trong tình trạng giống như sống nhân tạo. Chúng tôi cung cấp cho họ hầu hết mọi thứ. Chúng tôi trả lương cho các quan chức, chúng tôi trả lương cho quân đội. Trước đó vào tháng 9, Ukraine vẫn chưa đạt được mục tiêu trong cuộc phản công tại Kherson. Tuy nhiên, cuộc phản công theo hướng Kharkov đã khiến Nga bất ngờ và mang lại cho Kiev một số thành công nhỏ. Nga dường như đã lựa chọn tiến trình đồng thời, cái gọi là sứ mệnh Economy of Ford, tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực tại Kharkov và Kherson. Trong cuộc xung đột Ukraine, Nga duy trì số lượng binh sĩ vừa đủ ở Kharkov và Kherson để giữ chân quân đội Ukraine, khiến họ không thể tấn công sườn phía Bắc hoặc phía Nam ở Donbass, hoặc để củng cố phòng tuyến của Ukraine ở Donbass, bởi cả hai hoạt động này sẽ khiến kế hoạch chiến đấu của Nga gặp rủi ro về phần mình ukraine dường như đang theo đuổi một chiến lược có khả năng làm thay đổi kế hoạch của nga trong cuộc xung đột tại kharkov donbass nếu quân đội ukraine có thể duy trì cuộc phản công và đánh hạ ba nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của nga thì họ có thể xoay trục sang phía nam nhằm ứng phó cuộc tấn công của nga ở phía bắc donbass và buộc điện kremlin phải điều lực lượng từ nơi khác đến để tiếp viện một kịch bản khác là ukraine có thể bổ sung hỏa lực để hỗ trợ quân đội theo hướng này khiến hoạt động của nga trở nên khó khăn hơn nhiều ở phía Bắc, cuộc phản công bất ngờ của Ukraine đã khiến quân đội Nga đối mặt với hai lựa chọn, hoặc chiến đấu đến cùng hoặc rút lui. Do có ít binh sĩ ở mặt trận Kharkov, nên khi Ukraine tiến đánh Moscow đã quyết định rút toàn bộ binh sĩ ra khỏi phía Bắc Kharkov. Các chỉ huy chiến trường của Nga đã xác định, con sông Oskil làm hàng rào tự nhiên tốt nhất và vững chắc nhất để tránh cuộc tấn công của đối phương nhằm giúp binh sĩ rút lui một cách an toàn. Việc rút quân của Nga đã tạo điều kiện cho Kiev kiểm soát một vùng đất rộng lớn lên tới 6.000 km vuông, theo tuyên bố của Tổng thống Zelensky. Mặc dù đây là bước tiến lớn của Ukraine, nhưng vẫn chưa thể đảm bảo cho Kiev sự thành công trong chiến dịch phản công. Đối với Nga, sau khi rút khỏi Kharkov, Nga tiếp tục tấn công về phía Tây ở Donbas, từng bước tiến công Bakhmut và Soledad. Câu hỏi đặt ra hiện giờ là liệu ông Putin có cố gắng đáp trả và mở rộng quy mô cũng như phạm vi hoạt động quân sự tại Ukraine này không? Liệu Nga có đang bí mật củng cố sức mạnh của lực lượng bọc thép như những gì Ukraine đã làm trước khi phát động cuộc tấn công Kharkov hay không? Tại thời điểm hiện tại, chưa thể biết câu trả lời, nhưng giới phân tích cho rằng Moscow nhiều khả năng sẽ không dễ dàng để mất Kharkov và họ nhiều khả năng sẽ chờ thời cơ tiến hành cuộc tấn công đáp trả mạnh mẽ chắc chắn sẽ có rất nhiều diễn biến khó lường trong thời gian tới tuy nhiên khi cuộc xung đột càng kéo dài thì khả năng lợi thế sẽ nghiêng về phía nga nhiều hơn vì họ có nguồn nhân lực và vũ khí vượt trội đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất để quyết định bên nào sẽ chiến thắng trong một cuộc xung đột Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa xác nhận lực lượng Kiev đang nỗ lực giữ vững phòng tuyến ở APDFK. Thị trấn trong tuần đã trở thành mục tiêu tấn công dồn dập của Nga. Giới chức Ukraine cho biết phía Nga đưa một số lực lượng hùng hậu, các binh sĩ và vũ khí đến APDFK sau vài tháng bao vây nơi này. Ở chiều ngược lại, thông tin từ phía Nga cho biết giao tranh đang gia tăng xung quanh abdfk sau hơn 4 tháng Kiev bắt đầu triển khai phản công ở phía đông và nam Ukraine ông vitali parapat người đứng đầu chính quyền thị trấn abdfk cũng mô tả cuộc tấn công của nga đang có quy mô lớn nhất vào khu vực này kể từ xung đột nga ukraine bùng nổ trên thực tế phần lớn cơ sở hạ tầng ở thị trấn abdfk đã biến thành đống đổ nát sau các cuộc giao tranh của quân đội nga và ukraine viện nghiên cứu chiến tranh isvk mỹ cho rằng việc nga gia tăng sức ép ở abdfk có lẽ là nhằm trói chân lực lượng ukraine ngăn chặn đối phương bổ sung bên lực đến những khu vực khác của tiền tuyến. Về những ngôi làng xung quanh ABDFK, ISVK cho biết những hình ảnh được xác nhận vị trí địa lý trong hai ngày 10-11 tháng 10 xác nhận các đơn vị Nga tiến quân đến gần làng Sieverne ở hướng tây nam thị trấn và áp sát làng Stepo Krasnohovskivka ở hướng Tây Bắc. Ở một diễn biến khác, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov hôm 12 tháng 10 thừa nhận cuộc phản công của nước này diễn ra không đúng với kế hoạch đề ra. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Ukraine Kaza Pravda, ông Budanov cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine không chỉ chậm tiến độ mà còn hoàn toàn thất vọng sau nhiều chuyện không suôn sẻ như kẻ ép mong đợi. Tuy nhiên, ông từ chối giải thích không đúng kế hoạch có nghĩa là gì và cho rằng mọi người nên tự rút ra kết luận. Trước đó, hồi tháng 2, ông Budanov từng cho rằng Kiev có mọi cơ hội để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine trong năm nay. Song bây giờ, ông thừa nhận viễn cảnh đã thay đổi nhưng ông không nói rõ lý do cụ thể, mà chỉ nhấn mạnh hầu hết các lời giải thích cho việc này đều là bí mật quốc gia. Cũng theo ông Budanov, việc tiếp tục cung cấp vũ khí và các khoản viện trợ khác cho quân đội Ukraine có thể bị ảnh hưởng do cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông. Tuyên bố này đề cập đến cuộc giao tranh đang diễn ra giữa Israel và lực lượng Hamas ở giải Gaza. Nga mới đây thông báo lực lượng nước này xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine gần thành phố Donetsk và tiến thêm tới 600 mét. Ông Vadim Astaviev, phát ngôn viên cánh quân yếu của Nga cho biết, quân đội Nga đã được bước tiến nhờ đợt tập kích tập trung vào vị trí quân đội Ukraine tại phía bắc Abdiabka và các khu dân cư lân cận. Abdiyevka nằm phía bắc thành phố Donetsk, thủ phủ cùng tên có dân số khoảng 30.000 người trước xung đột. Quân đội Ukraine trong nhiều năm qua biến đô thị này thành các cứ điểm vững chắc trong khu vực. Lực lượng Nga đang áp sát ba mặt Đông Nam và Bắc Abdiyevka khiến Ukraine chỉ còn tuyến tiếp tế từ phía Tây. Phía lực lượng Ukraine phòng thủ tại Abdiyevka từng cảnh báo nơi này có thể trở thành bắc mút thứ hai, đề cập tới đô thị mà Nga kiểm soát hồi tháng 5 sau chiến dịch tiến công kéo dài nhiều tháng gần đây nga đã phát động hàng loạt chiến dịch nhắm vào các vị trí khác nhau của ukraine nhằm phân tán lực lượng và chặn đà phản công của đối phương trong khi đó ukraine tuyên bố cuộc phản công của nước này đã thành công trong việc giành lại một nửa lãnh thổ nga kiểm soát vào đầu năm nay vượt qua lớp phòng tuyến surovikin kiên cố và làm suy yếu chuỗi hậu cần của moscow bằng cách tấn công vào sâu trong crimea theo người phát ngôn lực lượng phía đông của Ukraine, Nga đã nối lại hàng loạt cuộc tấn công theo hướng thành phố Kupian ở mặt trận phía đông bắc hôm 6 tháng 10. Các nguồn tin từ Nga cũng xác nhận về cuộc tấn công mặt đất theo hướng Sinkipka. Hồi tháng 7, các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tiến công để giành Kupiansk. Các nhà phân tích quân sự đánh giá đây là nỗ lực của Moscow nhằm đánh lạc hướng các lực lượng của Kiev khỏi những khu vực mà họ đang đạt được tiến triển. Đây chính là điều Nga đã thực hiện ở Kupian trong những tháng qua. Dù vậy, Ukraine vẫn vượt qua được lớp phòng tuyến đầu tiên của mặt trận phía nam gần Roboty hồi tháng 9. Quân đội Nga ở Roboty dường như đã xoay vòng lực lượng giữa các trung đoàn súng trường cơ giới 291 và 71 sau các cuộc giao tranh dữ dội. Các lực lượng gần Roboty và Fobou hiện đang bận rộn cài lại mìn tại các vị trí mà Ukraine đã dọn sạch. Các lực lượng của Moscow cũng đang tiếp tục tấn công vào các khu vực khác các lực lượng của Moscow còn tăng cường nỗ lực giành Abdiivka sau nhiều tháng bao vây. Phía Ukraine cho biết Nga đã điều số lượng lớn binh lính và trang thiết bị tới Abdiivka trong cuộc tấn công lớn nhất vào thị trấn này kể từ khi xung đột nổ ra vào hồi cuối tháng 2 năm 2022. Một số nhà quan sát nhận định chiến thuật tấn công của Moscow nhằm mục tiêu đóng băng cuộc phản công chậm mà chắc của Kiev. Điện Kremlin có thể cho rằng cuộc xung đột sẽ tạm lắng vào mùa mưa khi bù lầy cản trở hoạt động của xe tăng và xe bọc thép. Dù vậy, Ukraine đã tuyên bố nước này có thể duy trì đà tiến công trong suốt mùa đông. Trong khi xe tăng và những khẩu pháo hạng nặng của Nga thu hút sự chú ý trên chiến trường ở Ukraine, thì một vũ khí khác cũng cho thấy khả năng sát thương không kém. Các loại pháo cỡ nòng trung bình từ 20 đến 40 mm được trang bị trên các phương tiện chiến đấu bộ binh, phương tiện phòng không và các hệ thống khác đang gây ra tổn thất lớn cho lực lượng bộ binh cũng như một số mục tiêu. Tại Ukraine, cả hai bên đều đang sử dụng pháo tự động 2A42 cỡ nòng 30mm được trang bị trên các phương tiện do Nga thiết kế như các xe chở bộ binh BMP-2, BMP-3 và BMD-4M cũng như các phiên bản BTR-3 và BTR-4 của Ukraine. Chuyên gia về chiến tranh mặt đất Sam Granny Evans, người từng là học giả nghiên cứu tại Viện Các Quân Chủng Thống Nhất Hoàng gia Anh, Rusi cho hay. Chuyên gia này đánh giá những khẩu pháo trên đang được sử dụng phổ biến, sở hữu hỏa lực mạnh mẽ và định hình sức mạnh chiến đấu của các lực lượng Nga và Ukraine. Theo nhà quan sát này, một binh lính Ukraine đã phàn nàn hồi năm ngoái rằng các xe chở quân nhân bọc thép của Nga đáng sợ hơn cả xe tăng. Những khẩu pháo trang bị trên chúng khai hỏa nhanh hơn và đây là phương tiện có thể chở binh lính. Binh lính Ukraine chia nói, những vết thương từ các hệ thống này rất tồi tệ, đồng thời nhận định các xe chở bộ binh bọc thép của Nga dễ dàng phá hủy nhưng không dễ đối phó khi giao tranh trực tiếp. Pháo cỡ nòng trung bình có thể tấn công bộ binh từ một khoảng cách nhất định hoặc thậm chí phá hủy xe tăng. Người ta thường coi những khẩu pháo lớn nhất sẽ có hỏa lực tốt nhất nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Một xe tăng chiến đấu chủ lực như M1 của Mỹ hay T72 do Liên Xô thiết kế được trang bị pháo cỡ nòng 120 mm hoặc 125 mm có thể phá hủy các xe tăng cách xa hàng km. Nhưng những xe tăng này chỉ có thể mang số lượng pháo giới hạn và các khẩu pháo chính của chúng cũng chỉ có tốc độ bắn hạn chế. Hơn nữa, các khẩu pháo chính trên không phù hợp với nhiều mục tiêu trên chiến trường. Trong Thế chiến thứ hai, 80% mục tiêu của xe tăng M4 Sherman là lực lượng bộ binh, pháo chống tăng và bong kè. Việc điều động xe tăng để đối phó với các mục tiêu phân tán như bộ binh chẳng khác nào săn thỏ bằng một khẩu lựa pháo. Đó là lý do tại sao các xe tăng có các khẩu súng máy cỡ nòng 12,7mm và 7,63 mm để tấn công các lực lượng hoặc các phương tiện như xe tải, vốn không cần đến các khẩu pháo lớn. Pháo cỡ nòng trung bình có tốc độ bắn nhanh như súng xích M242, Bushmaster 25 mm được trang bị trên phương tiện chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ, sở hữu tốc độ bắn giống như một khẩu súng máy với đạn pháo hạng nặng, được sử dụng bởi một khẩu đại bác. Pháo 2A42 cỡ nòng 30 mm có thể phóng 500 quả đạn trong vòng 1 phút trong khi mẫu 27A2 có thể phóng 330 quả. Những vũ khí trên cũng có thể phóng nhiều loại đạn khác nhau, trong đó có đạn xuyên giáp và đạn nổ cao. M242 Bushmaster thậm chí có thể phóng đạn urani nghèo để đối phó với xe tăng. Bradley từng nổi tiếng với việc sử dụng pháo cỡ nòng 25mm để ngăn chặn xe tăng T-72 của Iraq. Từ đó, câu giờ để phá hủy xe tăng này bằng tên lửa chống tăng TOVK của M2. Điều đó không có nghĩa là các phương tiện chiến đấu bộ binh nếu được lựa chọn sẽ chiến đấu với xe bọc thép hạng nặng, nhưng một khẩu pháo cỡ nòng trung bình đã cho thấy giá trị của mình. Mỹ và Nga đang xem xét các khẩu pháo cỡ nòng 50mm hoặc 57mm sử dụng loại đạn đặc biệt gọi là Super Shot. Lục quân Mỹ cũng có kế hoạch trang bị cho Striker pháo cỡ nòng 30mm, trong khi Anh và Pháp đặt hàng pháo cỡ nòng 40mm của BAE cho các xe bọc thép hạng nhẹ. Tuy nhiên, NATO, Nga và Trung Quốc chủ yếu vẫn sử dụng pháo cỡ nòng trung bình, được thiết kế trong những năm 1970. Chiến trường Ukraine đang trở thành một phòng thí nghiệm, cho thấy những điều xảy ra khi các đội quân cơ giới hiện đại giao tranh với nhau. Hiệu quả của pháo cỡ nòng trung bình đã cho thấy, trong khi các phương tiện bọc thép không ngừng phát triển, thì những khẩu pháo này vẫn là một phần quan trọng trong trang bị vũ khí của chúng.